Chào tất cả các anh em đang xem kênh của Trên ED. Thì hôm nay là anh em chúng tôi là cũng có một dành một chút thời gian để đi thăm lại ngôi mộ của một người bạn đã mất cách đây là tròn một năm các bạn ạ. Đúng vào ngày hôm nay của năm ngoái là chúng tôi đã mất đi một người bạn, nói chung là rất là thân thiết và tri kỷ. Và đến ngày hôm nay là anh em chúng tôi từ trên phố chạy xuống Chư Mường Nga, Quảng Hiệp để đi thăm lại ngôi mộ và cũng là để tưởng nhớ lại bạn ấy. Mời các bạn cùng theo chúng tôi đi thăm lại ngôi mộ của bạn ấy nhé. Mở tự nọc tơm mà hả? Tơm lòng tơm ngỡ, tơm ngỡ tự nọc anh nào ta biết thêm lần. Bắt nháy, đấy, bút thuốc đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhà. Mình lại vật thử ngà nhìn tụi mình. Mình lại ngồi chứ. Tiếp tục nuôi chắc đi, hoặc là nhỏ. Tự nhiên xong mít xong mô còn tụi nhỏ. Làm mô còn nhỏ. Phật nhai.